Hello quý vị các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đường sách Sài Gòn đây. Bên đây một cái bức này các bác ý. Rất là đẹp. Cà phê đá. Tri thức là sức mạnh. Đây hình ảnh một cái người chắc là nữ sinh mặc áo dài đọc sách. Đây đang là góc đường Hai Bà Trưng và đường Lê Duẩn đó các bạn. Con đường ở Sài Gòn Lá Me. Bên đây là cái tòa M Plaza, Hard Rock Coffee, Starbucks. Xe taxi Hoàng Long đợi khách cho các bạn. Đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Để những bạn gái tới đây chụp hình với những chú mèo. Bên đây là các cái quán cà phê ở đường sách, mọi người có thể tới đây để mà trò chuyện rồi uống cà phê, mua sách. Hiện nhà chờ xe bus. Chuyến xe tri thức chở tương lai, xe buýt sách. Bến xe quận 8 đi Đại học Quốc gia. Nhà sách Thái Hà phóng sự để dẫn đầu. Giờ chúng ta sẽ đi về phía nhà thờ Đức Bà nhé. Kia có họ đang quay phim. Đừng theo đuổi tiền tài,
hãy theo đuổi đam mê. Một cuộc sống là của bạn và luôn trong tầm tay của bạn. Hãy chủ động điều khiển một cách khéo léo. Khoảnh khắc bạn chấp nhận chịu trách nhiệm về mọi thứ trong cuộc sống của mình chính là khoảnh khắc bạn chạm vào sức mạnh của mình để thay đổi mọi thứ. Không ai có thể tạo ra những điều vĩ đại mà thực sự không hiểu được chính mình. Bất kể bạn nghĩ mình có thể hay không thể, bạn đều đúng. Henry Ford, nâng tầm cuộc chơi của bạn. Thất bại sớm, thành công, tiến lên phía trước. Bạn không thể đổi hướng gió, nhưng có thể điều khiển cánh buồm. Cái câu lãnh đạo bản thân là tiền đề để lãnh đạo người khác. Chìa khóa thực sự để sáng tạo nằm ở những gì bạn làm với kiến thức của mình. Ước mơ chỉ cần lớn đến mức sao cho chúng ta có thể lớn lên trong đó. Có thể bạn biết mình giỏi ở lĩnh vực nào, nhưng không có nghĩa khả năng của bạn chỉ giới hạn ở đó. Bạn thông minh hơn bạn nghĩ. Kinh doanh là giải pháp, không phải là vấn đề. Vĩ đại ý tưởng. Lý tưởng vĩ đại cần người thực thi. Thay đổi những gì chúng ta không nhận thức được, nhưng khi đã nhận thức được, thay đổi là không thể tránh khỏi. Khi bạn biết bạn đang nói gì, những người khác sẽ theo bạn bởi vì họ cảm thấy an toàn. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, tôi phải làm điều gì có ý nghĩa. Thà nuối tiếc những việc đã làm còn hơn hối tiếc những việc chưa từng làm. Đừng lo lắng khi bạn không được công nhận, mà hãy phấn đấu để xứng đáng được công nhận. Cây gậy, cây cà rốt. Bức này bức thình kinh á. Bên đây có những cái bác đạp xích lô. Hello. Bác đang nói. Các bác đạp xích lô đang mời khách. Đây chúng ta sẽ đi về phía nhà thờ Đức Bà nhé. Chỗ cái tượng đài Đức Mẹ Maria. Bên đây thì có những các cái người họ đang dừng lại ở đây để họ đón xe ôm. Xin lỗi, họ chở, họ làm nghề xe ôm. Đây chúng ta đang ở đây là bưu điện trung tâm thành phố. Bên của nhà thờ Đức Bà này. Rất là nhiều người họ tới đây để họ chụp hình.
Đây, cái tòa bưu điện thành phố này thì luôn được rất đông các cái du khách ở các nơi họ tới đây để họ chụp hình nhé. Đây, ghi hình cái cô này bởi vì cô đẹp để lên hình cho nó đẹp. Không hiểu cái kiểu chụp hình này là kiểu gì á. Kiểu này chắc là tình quay gót. Đây có một cái tháp rất là cao. Giờ chúng ta sẽ đi vô đây nhé. Bây giờ đang là 11 giờ và 10 phút. Dạ, con chào cô. Tôi thấy mỗi ngày. À, thế ạ. Chào cô chú. Mỗi ngày. Vâng, cô chú. Tôi đi Hà Nội luôn. À, thế ạ. Tôi đi Long An luôn. À, dạ, đúng rồi. Ủa, cô chú ở đâu mới về? Nhìn là biết liền. À, thế ạ. Nhìn đến đằng xa thấy biết liền. À, cô chú mới về à? Mới về. Dạ. Giờ cô chú đi chơi ở đâu? À, đi chơi Sài Gòn. À, dạ. Ở khu chỗ đây có cái đường sách này, có thể ngồi uống cà phê được cô chú này. Đi ngay ngay đây, tới đây đường Nguyễn Văn Bình này, con vừa ở đấy ra. Bữa hôm cô bệnh cô thấy cho Tuyến Dương đi tới nhà Nam Việt. À, dạ vâng, đúng rồi. Lý Hương gì nữa đó. Đúng rồi. À, cô chú ở đâu? Anh ở bên... không quen đâu nhưng mà em nhìn xa em biết liền. Cô chú ở ở Pháp về Pháp, à? À, dạ. Và cô chú về chơi được lâu không? Năm nào cũng có về. Năm nào cũng có về. Mà đợt này về chơi được 27 ngày. 27 ngày. À, dạ. Và vậy là khoảng cỡ khoảng 4 tuần. Đi Hà Nội. Ồ, thế à? Vâng. Hà Long. Dạ vâng. Hà Nội quay quá chừng coi. Vâng. Dạ. Quá chừng coi hay thì hay luôn. Dạ dạ. Ừ. Rồi. Phố cổ Hà Nội đẹp quá hả? Phố cổ đẹp lắm. Ở ngoài đó nếu mà cô chú có thời gian đi thì bây giờ nó đang mùa thu rất là đẹp. À, đi phố cổ Hà Nội này. À, xong rồi đi nếu mà có được thì đi Tràng An. Tràng An Bái Đính cũng đẹp lắm. À, Tràng An. Tràng An đi tour có một ngày thôi. Nếu mà cần thì con về đấy thì ví dụ không biết là cô chú đi lâu không thì ví dụ như có tour đi một ngày, tức là trong ngày một ngày cô chú đi Bái Đính Tràng An, một ngày đi Hạ Long, rồi ở Hà Nội thì tùy cô chú ở lâu hay là chờ. Có cái kèm visit không? Con không có nhưng mà cô chú có số điện thoại hay có viết không hay là con? Không có gì hết. À đây. Có rồi, số điện thoại chú cần. Sao không quay chút đi? Đây con coi. Đây con đang quay đây. Và con đang quay để lưu kỷ niệm cho dì cô chú đây. Trẻ quá. Dạ thế ạ. Ừ. Và trẻ hơn trong phim nhiều lắm. À thế ạ. Con mà con nào? Sài Gòn ngày nay. Sài Gòn ngày nay. À. Hôm nào cô chú kêu mà đi ăn cơm. Dạ vâng ạ. À chú lưu đi. Đúng không? Cô chú đẹp đôi quá. Trợ giúp gì về đi đâu hay là ăn món gì thì cứ phone cho con biết. Cái nào con biết thì con chỉ. Và cái nào con biết thì con chỉ. Đấy. Đấy. Hồi nãy mới lại Sài Gòn Tourist. À, cô lại Sài Gòn Tourist, đúng rồi, Sài Gòn Tourist thì mua tour ở đấy yên tâm nhất đấy. Đúng rồi. Sài Gòn Tourist là họ làm nó uy tín, chất lượng luôn. Sài Gòn Tourist hoặc cái anh Việt Travel cũng được. Việt Travel. Việt Travel. Việt Travel. Ở đâu anh? Ở đường như là bao nhiêu Pasteur này con không nhớ Pasteur này. Vâng. Nhưng mà cô chú đi Sài Gòn Tourist là cũng yên tâm. Sài Gòn Tourist yên tâm, Việt Travel yên tâm. Hồi xưa thì đi Sài Gòn Tourist xong rồi. Vâng. Thấy nó chất lượng. Không, bây giờ vẫn chất lượng. Hồi kỳ con cũng có đặt cho mấy cô ở bên Mỹ về đấy là đặt trước để cô đi xuyên Việt rồi đi tùm lum đấy, nói chung là vâng. Thì cô chú về có hai cô chú thôi à? Cô chú nghỉ hưu chưa? Còn bán mình á. À vẫn còn làm. Cô là quê gốc ở đâu? Ở đây, ở Sài Gòn. À Sài Gòn. Ở đường Trần Hưng Đạo á. À Trần Hưng Đạo mà quận nhất hay quận 5? Ở sau lưng công an thành phố. À sau lưng công an thành phố. À rồi.
con cũng mới đi qua đấy, cái chỗ Nguyễn Cảnh Trân đấy. À nhà đó. À Nguyễn Cảnh Trân à, TK Cảnh... bao nhiêu đấy? Không, 457/41A. À. Nhà của nhỏ cháu. À dạ vâng. Nhưng mà cô về là ở ở khách sạn mà. Vâng. Ở khách sạn này nè, Sun Fat Palace đó. Vâng. Ở góc Nguyễn Trung Trực. Nguyễn góc Nguyễn Du, Nguyễn Trung Trực. Dạ. Dạ ờ. Thôi ở ở nhà người tức là ở nhà người quen nó không có tiện đâu. Dạ. Ở khách sạn thì nó thoải mái hơn. Cháu nó nhỏ. Vâng. Thì đi giờ nào cũng được. Thế cô chú cảm nhận như nào khi mà về Sài Gòn chơi? Có thấy mỗi bây giờ đổi mới nhiều quá. Dạ. Vâng. Ở bên đây thì cái nhà thờ Đức Bà thì đang sửa chữa, trùng tu lại. Mà cái này là kiến trúc là đâu mang các cái vật liệu từ nước ngoài về để Pháp về đấy. Vâng, Marseille về. Đúng rồi. Còn cái chỗ khu chợ Bến Thành thì họ cũng đang xây cái ga tàu điện ngầm ở dưới đó. Nên là năm nay thì chắc 1-2 năm nữa chắc vẫn còn hụt ngạn. Vâng ạ. Vâng. Ở trước ở đây cô làm kiểm nghiệm ở nhà máy hóa chất á. Nhà máy hóa chất chỗ nào cô? Ở trên Biên Hòa đó. Biên Hòa Đồng Nai đấy gì? Biên Hòa Đồng Nai. Đi năm 79. Vâng. Làm hồi năm 77 mấy hả? Làm năm 71. 71. 71 tới 78 lấy chồng xong rồi 79 đi. À, lấy là gặp chú ở Sài Gòn luôn. Ở trong nhà máy luôn. À gặp chú nhà máy. À, thế à. Nhưng mà cô nhà em ngoài cô em trẻ quá. Trẻ. Ồ, thế ạ. Trẻ mà nói năng rất lưu loát. Dạ dạ. Cô chú tìm cái này coi hoài. À dạ vâng, rồi con cảm ơn cô chú thì ở con. Hà Nội không có quên cái nào hết. Dạ. Không quên cái này Sài Gòn ngày nay nào hết. Thích coi ở ngoài Hà Nội lắm tại mình. À. Để khám phá thêm. Vâng. Chưa biết bún chả nữa đó. À bún chả có bún chả Obama rồi, tức là ví dụ không biết rồi bún chả là Hương Liên. Rồi nhiều nơi ví dụ như thấy ăn phở ngoài trời ơi. Đã. Phở ở trong này thì cô chú đã đi ăn đâu chưa? Ăn rồi, ăn vâng. Có một lần à. Ăn thử phở Pasteur. Phở Pasteur, phở lệ. Phở lệ. Phở tàu bay. Không tàu biết. Bay chưa thử. Phở tàu bay thì Lý Thái Tổ. Dạ. Ăn mấy cái món bún bò Huế đấy cũng ngon. Còn nói chung còn là nếu mình ăn mì mà người tàu nấu mì người tàu nấu á, mì hả? À. Bún mì vàng ở đường Trần Quý. Chú search trong kênh của con là bún mì vàng đấy, là của người tàu gốc Hoa nấu luôn. Tàu à, còn một cái nữa là người tàu nữa là 70 năm là mì Thiệu Ký ở Lê Đại Hành, Thiệu Ký. Có rồi mà quên đúng rồi. Đấy, Thiệu Ký Lê Đại Hành. À, bây giờ cái chị đấy là đời biết đời thứ 2, thứ 3 gì đấy. Lê Đại Hành ở ngoài. Góc Lê Đại Hành với Hòa Hảo ở quận không? Quận đấy là quận 11, khúc đấy quận 11. Chú cứ kêu là đến góc Lê Đại Hành Hòa Hảo, cái đấy là đi vào trong hẻm. Đi vào trong hẻm, chú cứ kêu taxi bảo tới đấy cái góc đấy thì người ta sẽ hướng dẫn. Còn thôi, cần buổi tối nào cô kêu điện thoại đi. Dạ vâng, thì đấy cô chú cứ đi chơi đi. Nếu mà có dịp thì cô chú cứ điện cho con để con thu xếp thời gian. Vâng. Bữa nào mình gặp ha. Rồi rồi. Rồi con cảm ơn cô chú nhá. Vâng. Rồi rồi. Xin lỗi là cô chú tên gì? Cô chú tên chú tên là Hảo. Chú Hảo. Cô tên là Hoa. Hoa và con tên Dương, Đặng Tuấn Dương. Rồi. Rồi hello cô chú nhá. Chúc cô chú vui vẻ. Rồi. Đó, Tuấn Dương vừa mới gặp một cái vị khán giả trong kênh ở Pháp về chơi á. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi vào cái bưu điện để ghi hình nhá. Rồi hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các cái video clip kế tiếp. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay nhé. Bye bye các bạn.